hai nửa tô đẹp lắm. Ý bộ bà đó bóc lấy sao đổ luôn rồi. Giờ mua ít là thôi, mua chơi thôi, ai mua 1.000 chi. Mua nào xài là mua đó. Cái này nó bằng đồ cạo đó, bằng đá gì vậy rồi. Bằng cái chất liệu gì á. Gì? Bữa nay ở nhà dưới là đồ ăn ta rẻ, không ăn đâu mà đồ ăn với mình chợ. Chị Hai chơi chứ phải là thì chị Hai á, bà cũng lên bắt được chị Hai, bà cũng lên đây chủ yếu mới chơi chứ bà trên đây đồ ăn bà nói không ngon bằng dưới. Bằng dưới đâu? Đó từ trường tí miền. Dạ. Ừ, cũng được. Không ăn. Nhưng mà ngon lắm, đồ ăn tươi tươi thôi. Chị Hai mới nói dưới bán ngon. Mày ăn bánh tằm á, chỗ thiệt mày mua ăn mà không ghiền á. 10.000 một dĩa mà. Không, tính ra bán rẻ hơn mình đây. Lừa cái gì vậy? Cái này dài để cho chanh nó lượt hột. Anh về đâu rồi bà Hà? Anh về chạy đâu rồi? Ừ, sản phẩm của nước ngoài á. Giống như mình ở đây vậy đó.
Nhìn đồ tôi biết của người nào luôn, cái bánh người, cái người ta thích như vậy như vậy. Không phải bà lựa cái này coi là đòi thấy ly tao 50 ngàn. Trời ơi đẹp nè, có đâu ba nói bụng cho nó mà trả bất quá cái 20 phải không? Là vừa. Đẹp quá. Biết sao tôi biết rồi. Người ta không được 30 hay 2 cái. Còn cái gì trồng dĩa người ta mua hả bà Tết? Tết ơi, trồng dĩa người ta mua hả? Đây nè. Bà đem giấu cho bán hai món đó ba hai món đó đẹp hai nha cải tu dễ đẹp quá bà 24 triệu rồi gì nói 130 ly bà không chịu mới thôi 120 ha sao dĩa lúc nào cũng đẹp không cô chứ mà để mình dĩa thì không
Câu này mấy người già yếu cặp không nổi nè, nặng. Cả bà già già gung ta đó, bà là bà thua luôn. Cái bà bà gung, cái đó thừa đồ gung rồi. Lại gung, gung, gung. Cái bình đẹp đẹp kìa, chùm bình luôn. Đó giờ tôi chưa mua biết mua bình này ra sao luôn kìa. Biết nó làm gì nó mất mua à. Tôi thấy nó làm gì mới mua à, chứ gì xe tôi mới mua đâu. Chữ Nhật luôn, có tờ, có cái ký hiệu của Nhật luôn. Cái đó là bầu sợi luôn á.